Rồi hôm nay lên cho anh em ba con bổi nghe anh em, ba con thổ, hai con bự con, một con nhỏ con nghe anh em. Con số 1 là con nhỏ con nha, là con này nghe, con này là con thổ, thổ không pha nghe anh em. Chim này chim tơ, con này giờ nó được cái dàn gù tốt nghe anh em, kèm thưa thôi không dày. Con này nhỏ con chim sẻ nghe anh em, cu sẻ rất là nhỏ con, nhỏ như cu ngói vậy anh em ơi, mà nó miệng nó tốt lắm, tiếng tốt, nhỏ mà có vỏ. Đó. Anh em là ơn thì alo, giá thì mình để trên góc hình nha, mỗi con mỗi giá cả khác nhau nghe anh em. Thì trong ba con này thì cái con cuối cùng là nó cao giá nhất. Con này con thổ tiếng rất là tốt nha anh em. Thổ nhỏ con, mã số 1. Rồi. Anh em nào ưng thì alo nha. Mình sẽ lên từ con cho anh em xem. Rồi con số 2 nha anh em. Con này con thổ. Thổ này như thổ gặt nha anh em, cũng gần thổ gặt, thổ nghe âm nghe phê lắm anh em ơi. Con này chim tơ luôn. Hôm nay mình sẽ đăng lên là hai con chim tơ nghe anh em, một con chim cũng là lỡ cũng không dạ không nghe anh em. Con này là âm, anh em nghe âm là rất là phê, cực kỳ. Con này cũng bự con nghe anh em. Con này bự con khá lắm. Nó anh em thấy không? Tướng tá. Mấy con này thì mình nãy mình vừa cắt lông đuôi nghe anh em, bắt ra cắt lông đuôi tại hổm mình gác á, mình để nguyên cái bộ lông đuôi luôn. Lông cánh thì mình cắt rồi nhưng mà cắt tỉa lông đuôi cho gọn lại. Anh em xem dàn chỉ mắt à, thẳng gan. Con này rất là bự con. Tướng rất là lực nha anh em. Thì nói chung đăng ba con này thì giá cả thì rất là hợp lý cho anh em nha, dễ mua. Vài trăm k anh em ơi, chứ không có bán giá vài triệu đâu. Thì cũng tùy theo con thôi. Anh em xem tướng. Này là bổi riêng nha anh em. Con này thì nói chung mấy con này thì thường ăn lúa hết trơn rồi, ok hết trơn rồi. Rồi con số 3 nha anh em. Con này thì cao giá nhất trong ba con nha. Con này con thổ. Nó chiêu dòng thổ, thúc dòng thổ mà gù hơi thổ pha nha anh em. Con này thì mình mới thả ra nè, mình mới thả ra mình cắt lông cánh nè, lông đuôi luôn, con này không để nguyên zin luôn. Con này bự con, bự nhất trong ba con luôn. Con này thì bự kinh khủng, cái lồng này là lồng 32 mà nó bích anh em. Lồng xây 32 mà đứng bích là anh em biết nó bự cỡ nào. Con này thì phóng rước tốt, gù cũng tương đối khá, có kèm nhưng mà thưa, phóng rước tốt, về gù 4-5 sạc luôn. Nào mình bán thì mình sẽ nói gõ cho anh em, nước chơi con nào thì mình sẽ nói gõ, kèm thì mình sẽ nói kèm. Tướng tá con này thì rất là lực anh em, bự lắm. Rồi anh em nào ưng thì alo mà thì mình sẽ ship cho anh em. Nói chung thì mình bán thì từ miền Đà Nẵng về lại Cà Mau thì mình sẽ ship nha anh em. Chứ ra ngoài miền Bắc thì mình sẽ không ship nha. Anh em nào thì nói chung thì gần gần thì mình sẽ ship. Anh em xem ưng thì alo. Thì giá cả thì mình để trên góc hình nha anh em. Anh em nào xem ưng con nào thì alo.